Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app Free Fire uy tín số 1 Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo nhá. Ui, đậu xanh phía ngoài có ngay một đứa anh em ơi. Đây, ăn lựu đạn nha em ơi. Úi dồi ôi em ơi, làm gì ngoài đó vậy hả em ơi? À, mày chạy với anh cơ à? Đậu xanh nè em ơi, đậu xanh nè em ơi. Ui, úi dồi ôi này, vỡ đầu cho em. Như vậy là kẹo đã có được một bạn đầu tiên, phải gọi là cực kỳ là dễ luôn nha mọi người. Các bạn là mình cầm chảo đập nó thì nó đã bị đai rồi cơ mà. Nên là anh em thấy là mạng đầu tiên có đơn giản hay không? Quá là dễ luôn nha anh em. Đấy, và kẹo thì sẽ tranh thủ để ăn cái nâng giáp này. Ok, có được một cái giáp level 3 nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ trang bị súng một xíu nha anh em. Kẹo đang có cái combo súng đó là Famat cộng với một khẩu súng SVD này anh em. Không biết là cho này anh em thì đã thấy ai chưa, nhưng mà kẹo thì thấy là ở trong cái xưởng cơ khí này bây giờ nó đang rất là vắng anh em ạ. Ok, kẹo vừa đổi qua cái khẩu súng tiểu liên MP5 nha mọi người. Đơn giản là khi kẹo chơi game ấy thì kẹo khá là thích cái combo súng đó là một súng trường cộng với một súng tiểu liên nha mọi người. Vì là mình thấy là nếu mà mình chơi cái combo này thì tỷ lệ cái top 1 nó sẽ khá là cao anh em ạ. Đơn giản là dễ chơi mà anh em ơi. Súng trường anh em bắn ở tầm trung và tầm xa, còn đối với súng tiểu liên anh em cứ giã tầm gần mà thôi. Cách chơi thì nó cũng đơn giản như vậy mà anh em, chứ còn là đâu có gì khó khăn đâu nhỉ anh em. Ok, và chúng ta lại vừa có thêm một cái băng đạn súng trường nữa nha các bạn ơi. Let's go qua phía này. À, xe đây rồi anh em ơi, chuẩn bị là lên xe thôi nào mọi người. Đậu xanh như vậy là kẹo đang có xe đi sân mạng rồi nha anh em ơi. Trong cái vài đấu này hiện tại thì nó lại hơi bị đông người này. Tận 32 người chơi nữa cơ. Đó, mở map lên con nào. À, phía đây mọi người các bạn ơi, hẳn là có người ở đây cả. Anh lại sợ chủ quá cơ em ơi. Nào, lên luôn phía trên nhỉ các bạn ơi. Không có người, kiểu là nó đã chạy qua mấy cái khu vực khác rồi cơ. Ui, úi dồi ôi em ơi, câu lựu hả? Ui, lựu chó anh em ơi, mù mắt kẹo rồi các bạn ơi. Động thật em ơi, úi dồi ôi này. Mặc đồ kiểu gì vậy em ơi? Tưởng là cái bộ đồ dốc cơ mà ngầu với anh hả? Quá dễ thì mình đã có được mạng thứ hai rồi nhé. Và bây giờ thì đây nó là cái khẩu súng tiểu liên MP40. Một cái khẩu súng gọi là best những cái khẩu súng sấy gần luôn nha anh em. Ok mọi người, như vậy là mình đã cân đối đủ cái lượng đạn súng trường cũng như là cái lượng đạn súng tiểu liên nữa. Đó, quấn máu nào anh em. Ok, let's go nào các bạn ơi. Mình sẽ qua cái phía này coi. Ui, có một đứa bên này nữa hả? Oh my god này. Chỗ này Hải ơi, ui, tưởng là chỗ nhà mà ngon hả anh em. Úi dồi ôi này, cái đậu xanh em ơi. Mạng thứ ba dành cho sĩ kẹo nhé. Phải gọi là quá là điều bình thường luôn nha anh em. Khá ổn đấy mọi người. Và đây các bạn ơi, chuẩn bị là chúng ta sẽ let go luôn thế nào. 25 người chơi nữa hả? À, vậy là đang còn một nửa cái số lượng người chơi còn lại trong cái ván đấu này nha anh em. Ok ok mọi người, kẹo sẽ lượn lờ thử qua cái phía này con nào. Phía này theo như kẹo thấy hiện tại nó đang vô cùng là trống trải anh em ơi. Trống trải như này ai chơi hả anh em? Wow, thực sự là khó hiểu. Đây rồi, phía này và anh em đã thấy ai chơi nhỉ? À đây rồi, úi dồi em ơi, bạn lên bảng điểm số nhé, đậu xanh anh em ơi. Mạng thứ tư dành cho sĩ kẹo rồi các bạn ơi. Nó lại ổn quá nhỉ. Kẹo sẽ qua để lượm xác nó luôn nhé anh em. Đây rồi. À, có cả một cái nòng súng 3 này. Ok ok. Đây, vứt luôn cái nòng súng Live 2 nhé anh em.
Và các bạn có thể thấy được rằng là còn lại 19 người chơi nữa mà thôi. Ây da, nó lại đông người quá nhỉ các bạn. Nào, mình sẽ chạy qua cái thính phía này coi. Đây, nó chính là cái thính mà anh em thấy được rằng là ở ngay cái phía nở A nhá. Wow, chưa có ai con lượm đâu. Đấy. Ui, ô ra anh em ạ. Ngon vậy, đã vậy các bạn ơi. Có được gô ra thì phải gọi là sấy banh nóc nhà luôn nhá anh em. Ok, mọi người hãy chờ đây. Xem là ở trong cái ván đấu này thì kẹo có thể là giành được top 1 hay không nha anh em. Đấy, anh em cứ chờ mà xem. Và đây rồi, mình chạy thẳng lên phía trên luôn nhá mọi người. Wow, chưa thấy thêm người cơ anh em ơi. Đâm ra là ngày hôm nay thì kẹo cảm giác là chúng nó lại vắng quá cơ anh em ạ. À đù, chạy đâu về Hải ơi. Ok, mạng thứ 6 dành cho sĩ kẹo nhé. Quá là đơn giản. Và trong ngày hôm nay ở trong cái vài đấu này thì kẹo chỉ mong là kiếm lấy tầm khoảng là 10 kill top 1 là ổn rồi nha anh em ơi. Thật sự là kẹo không cần quá là nhiều kill đâu. Nói thế thôi cho mọi người. Nếu mà anh em hạ gục được 10 kill là anh em đã hạ gục được 1/5 cái bản đồ rồi anh em ạ. Đấy, ok, lượm liệu choáng các kiểu này và let's go thôi nào mọi người ơi. Phía dưới này và anh em có thấy ai không nhỉ? Riêng kẹo là hiện tại lại không thấy ai cả cơ. Ok mọi người. Uầy, đây, mình chạy tạm qua phía này nha anh em. Ở cái căn nhà Doraemon phía dưới thì cũng chẳng có ai luôn cơ. Wow, thế này sao chơi hả anh em? Let's go nào mọi người. 16 người chơi nữa thì vẫn còn là khá là đông người đấy. Có một cái điểm mà anh em nên cần lưu ý, đó là bo đang còn hơi to thì phải. Đây là cái việc mà kẹo kiếm người nó lại khá là khó khăn đấy. Trống trải quá nhỉ các bạn ơi. Ok ok, thôi thì chúng ta hãy cứ chạy qua cái phía này cái đã nha. Wow, vừa chạy và vừa quan sát thật là kỹ những cái vị trí xung quanh để xem là có ai không nhỉ anh em. Không có ai cả này. Đó, và để xem nào các bạn ơi. Phía dưới này này, hẳn là không có một ai luôn cơ. Wow, thế này ai chơi hả mọi người? Thế này thì ai chơi hả các bạn ơi? Để con nào anh em. Let's go và kẹo sẽ chạy xuống phía dưới đây nhé. Ok anh em, người đâu thì lại không có thấy này. Quá là mệt mỏi rồi anh em ạ. Wow, hầu như là mình chạy qua cái khu vực này, nó là một cái khu vực này khá vắng ấy anh em ạ. Đó, và còn lại có 13 người chơi nữa mà thôi đậu xanh. Không hiểu sao mà mấy ông này phải gọi là kêu nhau nhanh quá luôn anh em ạ, tôi thề luôn này. Let's go nào mọi người. Mong rằng thì kẹo chạy qua đây này thì sẽ kiếm thêm được một vài kêu nữa nhé. Không kiểu chạy qua lại chẳng thấy mạng thì thật sự là vô cùng là thất vọng này. Ok anh em, không có mặt ai cả cơ. Hơi buồn các bạn ạ. Lego nào và kẹo đang cố ý, đó là chạy theo cái phía sườn đồi này thì anh em có thể là kiểm soát tốt được cái vị trí phía dưới thung lũng nha anh em. Đấy, thằng nào mà chạy hay là ở căn nhà nào phía dưới thì anh em dễ dàng nhìn thấy. Các bạn là trên cao thì các bạn sẽ có được một cái vị trí quan sát tốt hơn mà. À đây, úi dồi, úi dồi, em ơi làm gì vậy, làm gì vậy em ơi. Ok này, mạng thứ 6 này. À, phía trên có ngay một đứa nhé em ạ. Đây rồi, mạng thứ 7 dành cho sĩ kẹo. Nó lại ngon nghẻ quá phải không anh em ơi. Vậy là chỉ còn lại có 3 kill nữa thôi. Nói chung là mình đang cố gắng là giành được cái thử thách 10 kill top 1 ở trong cái ván đấu này. Đấy, nó là một cái thử thách nhỏ nhỏ thôi anh em ạ. 7 kill rồi, còn lại 10 đứa cố gắng cái nốt 3 kill top 1 nữa là vừa. Đấy, 10 kill top 1 phải gọi là một con số quá là tròn chỉnh và khá là ổn rồi nha mọi người. Được rồi, chạy xuống và lượm cái hòm xác phía dưới của nó coi.
Hồng sắc phía dưới này thì để con nào anh em. Có một cái ống ngắm 4X nha mọi người. Ngắm cái ống ngắm này thì anh em xem video của kẹo đỡ bị đau mắt hơn nhé. thật sự là kẹo nếu mà để so sánh giữa hai cái ống ngắm, đó là ống ngắm 4X này với lại cái ống ngắm nhiệt, thì mình so sánh nó giống như nhau mà thôi. Mỗi tội là ống ngắm nhiệt nó hơi bị lẹt lẹt xíu anh em, có thể là xem video hơi đau mắt xíu. Chứ còn là cái cảm giác mà kẹo sấy giữa hai cái ống ngắm này, nó không hề có thay đổi một chút nào luôn nha anh em. À đây rồi, thêm người nữa hả? Mày làm gì vậy? Ui, dựng bong keo này em ơi. Đẩy lên hả? Mày định đẩy lên để sao anh hả? Cái đậu xanh em ơi. Úi dồi ôi này. Cái đậu xanh em ơi. Làm gì vậy hả em ơi? Ok này. Và mạng thứ 8 đến từ vị trí của sĩ kẹo nha anh em. Và đây mọi người, 7 mạng nữa mà thôi. Ok, càng ngày thì chúng ta sẽ càng phải chơi game một cách nó cẩn thận hơn. Thế anh em có thể là mong được sống dai mà. Đây rồi mọi người, lượm thêm túi máu đây. Đó, lượm thêm một vài quả lựu đạn nhá. Nó là lựu chóa anh em ạ. Ok, và ô là la 8 kill rồi anh em ơi. Vâng, và mình đang có hiện tại là 7 cái quả bóng kèo nhá. Ui, hai đứa này, một đứa ngay phía trên này với lại một đứa ngay phía hông bên tay trái nữa. Phải nói là đây là một cái tình huống vô cùng là căng thẳng rồi nha em ơi. Pha này mà xử lý không khéo có khi là kẹo lại phải lên bảng điểm số rồi. Đây, và kẹo đang mặc cái bộ trang phục hỏa vương nhá. Xem là ngày hôm nay là có thể thiêu đốt được tất cả người chơi ở trong cái ván đấu này hay không. Đây, quả phải này, bình tĩnh nha anh em. Cái kiểu này là kiểu chuẩn bị làm mình giống như cái bánh mì kẹp thịt rồi nha em ơi. Pha này hơi căng. Ui, phía trên này. Bạn ơi, gắt vậy, từ từ nhá. Từ từ nhá bạn ơi, ui, gắt vậy. Ui, kẹo còn lại có 40 máu một xíu thôi nha em ơi, thôi xong. Nó đang để xuống nha em ơi. Căng như này ai chơi hả bạn ơi, bạn ơi. Bạn trùng xuống một xíu được không bạn, làm gì mà căng vậy, từ từ nhá. Từ từ nhá bạn ơi, làm gì mà căng vậy. À, đang ở trên gốc cây đó hả. Ui, phóng lựu này. Nó có phóng lựu nha em ơi, pha này hơi căng rồi. Chạy nhanh, chạy nhanh. Với lại thì bo lại còn đang thương lại nữa cơ. Ui, ghê quá cơ nha em ơi. Thôi xong rồi các bạn ơi, pha này là lành ít dữ nhiều rồi nhé. Đậu xanh này mình chạy với anh này. Let's go nào các bạn ơi. Đó, chạy qua cái phía này con nào. Đây rồi anh em. Ôi, và có một thằng nó cũng đang chạy mo cùng mình nữa. Nhưng mà kẹo thì lại không có dám bắn anh em ơi. Bởi vì là bây giờ bắn nó cái là nó lại bắn mình thôi, xong cả hai đứa chết vì bo hơi nhảm. Nên thôi, cứ vào trong trước bo cái đã nha mọi người. Đấy, ok anh em, cứ vào bo trước đã nhá. Lấy con anh em ơi. Úi dồi ôi này, dựng bóng kèo này em ơi. Úi dồi ôi, đang đi vậy. Chạy hả em ơi. Khá là ổn anh em ạ. Rồi nha mọi người, và cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến đó là 20% rồi nha mọi người. Nhưng mà hiện tại thì để con nào. Yên tâm, mỗi tội là mình còn có hơi bị ít cái quả bóng keo nha mà. Có mỗi 2 quả thôi à. Nên là bây giờ mà kiếm được thêm cái quả bóng keo nữa thì ngon này. Thế này chúng ta sẽ lại có thêm 2 quả bom keo nữa nha. Anh em thấy ổn chưa? Nó lại ngon quá nhỉ các bạn ơi. Đây, kẹo vừa vứt cái băng đạn thừa ra ngoài nhá. Cái gì thừa mà anh em không dùng, anh em vứt luôn cho nó rộng alo nha. Ok này, lựu chóa nữa này. Và let's go. Chạy thôi nào mọi người ơi. Bây giờ không biết là kẹo nên núp ở cái chỗ nào cho nó an toàn anh em ơi. Đây rồi, mình cứ chạy tạm qua cái phía này nhé này. Đấy, cứ ở tạm bên này đi. Người đâu rồi nhỉ anh em ơi. Qua phía này con nào. Wow. Đây, và có lẽ là kẹo sẽ nên chạy thẳng xuống phía dưới đây coi. Đấy, đứng tạm đây đã nha mọi người. Quan trọng là kẹo sẽ quan sát cái tình hình xung quanh xem là như nào cái đã. Wow, một đứa đã bị hạ vì bo này. Let's go, lên thử phía này con nào. Ok, còn lại 3 người chơi nữa này. Vâng, và hiện tại thì kẹo đang có 21 mắt xem này. Ui, thêm một đứa nữa đã bị hạ nhé. Vào đây anh em ơi.
Đây nó sẽ là cuộc chiến tay ba nha anh em. Đấy, chỉ còn lại có 3 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Đó là đã tính được vị trí của sĩ kẹo nha anh em. Úi dồi ôi này, thật kìa. Mày dám cãi ăn mạng của anh hả? À, mình bán chỉ còn là thêm một viên đạn nữa thôi là thằng kia sẽ đa nhá. Nhưng mà có một đứa ở ngay chỗ này, nó KS mạng của kẹo anh em ơi. Thằng này hay được, hay lắm em ạ. Wow, hình như là ở ngay chỗ này các bạn ạ. À, thế rồi, nó lại không hở ra tí nào cơ. Đâm ra là xấy nó hơi khó các bạn ơi. Let's go, chạy thẳng vào trong lần này em ơi. Thôi xong, pha này là chú chuẩn bị là sanh mộ với anh rồi nhé. Uầy, đây rồi mọi người, trang bị nòng ba vào luôn rồi này các bạn ơi. Nào, để con làm ơi. Uầy, ngồi cẩn thận vậy. Úi dồi, ghê vậy anh chơi. Đây các bạn ơi, từ từ nhá. Kẹo dựng tạm bom kẹo ở đây nhá. Ok anh em. Đấy, quấn nốt từ mặt các bạn nhá. Và kẹo sẽ cố gắng là quấn cho full máu luôn nhá mọi người. Kìa kìa, anh em thấy nó đang ngồi chỗ kia chưa? Ui, kẹo câu liệu hơi ngáo anh em ạ. Úi dồi ôi, toàn câu liệu nảy về phía sau rồi. Đậu cái này. Úi dồi, vạm vỡ đầu nhé. Yes. À, còn lại 16 máu thì kẹo đã có được top 1 ở trong cái ván đấu này rồi. Đó, câu lưu đạn để ăn mừng nào. Đáp lưu đạn anh em ơi. Ui. Kẹo câu cả lưu choáng anh em ạ. Đâm ra nó lại trắng cả màn hình này. Rồi nha mọi người ơi. Như vậy là kẹo đã có được top 1 ở trong cái ván đấu này với cái số lượng kill là 11 kill nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.